Tối 11 tháng 11, Bayern Munich đã trải qua một trận đấu khá khó khăn trước đối thủ Heidenheim. Phút thứ 14, Leroy Sane của Bayern đã kiến tạo bàn mở tỷ số cho Kane với một đường chuyền thông minh. Sau đó, Kane ghi bàn thứ hai cho đội chủ nhà ở phút 44, lập kỷ lục ghi 17 bàn trong 11 trận đầu Bundesliga, vượt qua kỷ lục cũ của Robert Lewandowski. Kane cũng bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick nhưng đã ghi tổng cộng 10 bàn trong 4 trận gần nhất. Leroy Sane, người đã kiến tạo cho Kane, hiện dẫn đầu bảng kiến tạo Bundesliga năm 2023 đến năm 2024 với 6 đường chuyền thành bàn trong 11 vòng đấu. Heidenheim đã cố gắng quyết liệt sau giờ nghỉ và ghi liên tiếp 2 bàn, rút ngắn tỷ số xuống 2-2. Tuy nhiên, Bayern đã quyết định trận đấu với 2 bàn thắng nữa, giành chiến thắng 4-2. Trận đấu này đã chứng kiến sự nổi bật của tiền đạo Kane và Leroy Sane, đồng thời đặt Bayern Munich vào vị trí dẫn đầu trong cuộc đua tại Bundesliga mùa này.